Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2018, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ trích ngân sách tỉnh số tiền trên 101 tỷ đồng phân bổ cho các địa phương trong tỉnh để hoàn thành công tác hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quyết định số 22 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay các địa phương đã và đang tập trung thực hiện công tác sửa chữa, xây mới nhà ở cho các đối tượng có công. Ghi nhận của phóng viên thời sự về công tác này tại huyện Phong Điền, địa phương có số lượng người có công lớn của tỉnh. Ngôi nhà khang trang của ông Nguyễn Văn Thao là con liệt sĩ ở huyện Phong Điền vừa được hoàn thành sửa chữa trong dịp Tết năm nay. Nhận được nguồn hỗ trợ 20 triệu đồng từ cả cấp ngành, ông đã tiến hành sửa chữa lại ngôi nhà để nơi thờ phụng của gia đình được khang trang ấm cúng hơn. Chính sách ấy là rất phù hợp vì điều kiện gia đình cũng khó khăn nên nhà nước có hỗ trợ một phần để sửa chữa lại cho cái nhà thờ cũng được hoàn trả đẹp đẽ hơn. Còn đối với trường hợp của bà Nguyễn Thị Chanh ở thị trấn Phong Điền, do hoàn cảnh neo đơn nên bà luôn mong muốn gia cố ngôi nhà thật chắc chắn đề phòng khi mưa gió. Với sự hỗ trợ từ nguồn quỹ xây dựng nhà ở chính sách, hiện ngôi nhà của bà Chanh đang hoàn tất những khâu sửa chữa cuối cùng. Cùng với hơn 400 hộ có công khác trong huyện, bà Chanh cảm thấy ấm lòng khi nhà nước luôn quan tâm đến những người đã góp sức cho công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Thì là nguyện vọng đi lâu là cái nhà xuống cấp quá, mưa bão là nước tràn vào nhà, là do là xây dựng quá lâu rồi, năm 95 đến chứ. Cho nên là nguyện vọng cũng lâu rồi, hôm đi nhà nước quan tâm hỗ trợ cho mẹ thêm một ít kinh phí để mẹ sửa chữa lại để mà ở, vì cũng cuối đời rồi thì mẹ cũng xin cảm ơn nhà nước. Hiện nay trên địa bàn huyện Phong Điền đã phê duyệt kinh phí xây dựng mới và sửa chữa cho 543 hộ có công. Tuy nhiên trong quá trình triển khai cũng gặp nhiều khó khăn phát sinh, đơn cử như nhà của bà Nguyễn Thị Tiệp. Năm 2013, bà được cấp kinh phí 20 triệu đồng để sửa chữa. Tuy nhiên ngôi nhà của bà đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng nên bà Tiệp có nguyện vọng muốn xây mới ngôi nhà. Là nguyện vọng chính đáng, tuy nhiên để chuyển từ sửa chữa sang xây mới thì còn vướng ở nhiều khâu. Tiếng nguyện vọng mẹ thì chứ mẹ sao chứ mẹ cố gắng, anh em cố gắng cho mẹ xin để làm lại sớm như mua hai chừng đấy. Thì con biết làm mà mướn á, là đây mà tháng 7 là bắt đầu lụt rồi, cũng làm được. Vì địa bàn là mưa lũ kéo dài, mưa lũ nhiều thì thời tiết miền Trung rất khắc nghiệt. Nhưng mà cái số tiền trước đây khảo sát nhà thì sửa chữa 20 triệu, hỗ trợ 20 triệu, nhưng mà nay xuống cấp quá nhiều. Do đó thì có một số nhà họ đủ điều kiện để mà sửa chữa mà phải cần xây mới. Nhưng mà theo nghị quyết 63 thì sẽ bổ sung cái nguồn vốn đó trong một cái địa phương như vậy để qua lại. Thì do đó thì từ cái việc đó thì Ủy ban nhân huyện đã thành lập một cái ban do đồng chí phó chủ tịch trưởng ban và đồng chí trưởng phòng kinh tế hạ tầng là phó ban và phòng lao động là phó ban để bàn bạc thống nhất để mà tổ chức thực hiện cái việc đó tốt hơn theo đúng cái tinh nghị quyết 63 của chính phủ. Cùng với huyện Phong Điền, năm 2018, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có hơn 2.900 hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa nhà ở. Trong đó, hỗ trợ xây dựng mới 390 nhà và hỗ trợ sửa chữa 2.545 nhà. Đến tháng 12 năm 2016, Thừa Thiên Huế đã triển khai xây dựng xong hơn 2.300 nhà với tổng kinh phí 61 tỷ đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội cũng đang đôn đốc cả địa phương nhanh chóng khảo sát và lên danh sách những ngôi nhà cần sửa chữa hoặc xây mới để thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo cho người có công sớm có những căn nhà kiên cố, khang trang.